sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live a life, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so sorry.
ban chào đón tất cả quý vị quan khách đã cùng trở về hội trường tầng 2 khách sạn Dầu Khí để cùng chứng kiến và chúc phúc cho lễ phú quý của cô dâu Hằng Hà và chú rể Việt Hà. Lễ đầu tiên thay lời cho hai bên gia đình xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, và giây phút này chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai bên gia đình và hai nhân vật chính cô dâu Hằng Hà và chú rể Việt Hà. Xin mời. Tới sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý, chúng ta đã cùng trở về để cùng chứng kiến cho lễ phú quý của cô dâu Hằng Hà và chú rể Việt Hà ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, xuất hiện trên sân khấu chính của chúng tôi ngay giây phút này, sự ra mắt của ông Tạ Hữu Lịch và bà Trần Thị Thu Hằng là sân khấu phụ mẫu của cô dâu Hằng Hà sẽ cùng tiến lên phía trước để cùng quý chào ra mắt tất cả quý vị. Xin mời. Trai chúng tôi cũng xin trân trọng được giới thiệu sự ra mắt của ông Trần Việt Hùng và bà Phan Thị Giang là sắc thân phụ mẫu của chú rể Việt Hà, cũng xin tiến về trước để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị. Và thưa quý vị thân mến, hai nhân vật chính, hai người đẹp nhất, hai người hạnh phúc nhất trong chương trình hôm nay, cô dâu Hằng Hà và chú rể Việt Hà, cũng xin kính chào và ra mắt tới toàn thể quý vị. Và giây phút này xin mời quý vị cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để cho lễ phú quý của cô dâu Hằng Hà, chú rể Việt Hà sẽ chính thức được bắt đầu. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến về tháp bánh hạnh phúc để cùng nhau tay chung tay cùng chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng về sân khấu chính để cùng chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đẹp nhất mà cô dâu Hằng Hà, chú rể Việt Hà họ đã cùng trao gửi cho nhau. Chúc mừng ạ. Thưa quý vị thân mến, và những khoảnh khắc vô cùng yêu thương, những giây phút vô cùng ngọt ngào chỉ thật được sơ bay trước sự chứng kiến của quý vị, chúng ta đã cùng hiện diện tại hội trường tầng 2 khách sạn Dầu Khí hôm nay. Và sự có mặt của tất cả quý vị chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng được giới thiệu một vị đại diện cho hai bên gia đình. Ông sẽ có những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vị đại diện hai bên gia đình. Kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, bà nội, bà ngoại của hai gia đình. Kính thưa các ông, các bà, các anh chị em là bạn hữu thân tình của hai gia đình và của hai cháu Việt Hà và Hằng Hà. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi có tổ chức lễ vu quy cho hai cháu Hằng Hà và Việt Hà. Sự hiện diện của các cô, các ông, bác bà, anh chị em trong buổi lễ ngày hôm nay là một tình cảm vô cùng quý báu đối với hai cháu và hai gia đình chúng tôi. Thay mặt của hai gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các vị mạnh khỏe. Và sau đây tôi xin chân thành kính mời các vị nâng cốc chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, mừng cho hai đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị thân mến, bên cạnh những tình cảm mà tất cả quý vị chúng ta đã cùng trao gửi cho hai gia đình chúng tôi, thì ngay lúc này sẽ là những món quà vô cùng trân trọng để cùng chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho cô dâu Hằng Hà và chú rể Việt Hà. Và ngay sau đây thì em Long là người em của cô dâu có một món quà để chúc mừng ngày hạnh phúc cho anh chị của mình hôm nay. Thưa mời cô dâu chú rể Hà, chú rể Việt Hà hãy cùng mời đến sự hạnh phúc của riêng mình để cùng cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã cho chúng ta tất cả. Một lời kính mời cô dâu Hằng Hà sẽ cùng mời rượu. Cảm ơn bố mẹ của chú rể Việt Hà, để cảm ơn bố mẹ đã cho con một người chồng vô cùng lý tưởng. Thank you.
cô trở xuống bên dưới từng bàn tiệc để chúng ta có những lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay. Xin mời.
Em đẹp nhất đêm nay.